cháu bé hơn 1 tuổi chết trong xô nước tại điểm giữ trẻ không phép. Một cháu bé hơn 1 tuổi được phát hiện tử vong trong xô nước ở nhà vệ sinh của điểm giữ trẻ không phép. Sáng ngày 12 tháng 8, một lãnh đạo công an huyện Rồng Đăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc một cháu bé tử vong tại điểm giữ trẻ. Cháu bé được phát hiện tử vong trong xô nước ở trong nhà vệ sinh của điểm giữ trẻ, chị này nói. Theo thông tin ban đầu, cháu TQC, sinh năm 2020, được gia đình gửi tại điểm giữ trẻ của bà Phạm Thị Phượng, sinh năm 1973, ngụ thị trấn Rồng Đăng, huyện Rồng Đăng. Chiều ngày 10 tháng 8, bà Phượng đưa cháu C vào nhà vệ sinh để cháu tự đi vệ sinh. Khoảng 20 phút sau, bà Phượng quay lại thì phát hiện cháu C đã tử vong trong tư thế chúi đầu vào xô nước. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Rồng Đăng đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc. Được biết, điểm giữ trẻ này không được cơ quan chức năng cấp phép. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.